Chào các bạn trở lại. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an. Thuở ban sơ nghèo khổ, sau trung niên giàu có, đây gọi là nghiệp hết phước đến. Lúc trẻ có tiền của, về già trắng tay, đây gọi là phước hết nghiệp đến. Cả đời cơ cực thiếu ăn thiếu mặc, đây được xem là trả nghiệp cho kiếp trước. Cả đời sung túc, đây gọi là phước đức tiền kiếp quá lớn. Người biết bố thí tích phước đức sẽ có cuộc sống sung túc. Tiền bạc, sức khỏe và trí tuệ do nghiệp lực ở tiền kiếp có sự liên kết với sinh thần bát tự. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này đều do nghiệp, sự khác nhau là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Mệnh giàu sang hay mệnh nghèo khó có phải do sinh thần bát tự hay do hoàn cảnh sống? Nếu do sinh thần bát tự mặc định về tài lộc công danh có được nhiều hay ít, thì có thể nào tận dụng hoàn cảnh sống hoặc tận dụng phong thủy để gia tăng sự giàu sang hay không? Trong mệnh lý bát tự có thể thấy rõ đường công danh của một con người, xét về tướng tai hay tướng mặt cũng có thể nhìn thấy điều này. Sinh thần bát tự tức là ngày tháng năm giờ sinh của mỗi người. Người nào có tam khố tứ khố, tức là có thìn tuất sửu mùi, sẽ có nhiều cơ hội phát tài. Người nào có mật mã lộc thần cũng sẽ dễ phát tài hơn mệnh khác. Phổ biến nhất trong mệnh lý là cung tài tinh. Trong lá số tài tinh vượng là mệnh làm giàu, nhưng phải là chính tài, không phải là thiên tài. Nói dễ hiểu thì xuất hiện tài lộc từ công sức, không phải tài lộc từ đầu cơ. Lá số có tài tinh là người giàu có. Lá số có quan sát vượng là người có công danh, danh tiếng hay chức vị. Vì thế, những ai tinh thông thuật số bát tự có thể nhìn thấy một người giao long hào hiệp hay giàu có mà keo kiệt qua ngày tháng năm sinh. Ví dụ thực tế, một lá số có tam khố và có tài tinh vượng, hành vận thêm một khố là tứ khố, là đại phát tài. Thực tế ngoài đời, người này có tiếng trong giới kinh doanh. Người không có tài khố thì cả đời không có tiền của, dù có giành giật của người khác cũng không thể nào có được. Ngược lại, người mà giành giật tiền của người khác, tức là trong mệnh của họ có sẵn tài khố, nhưng vì sự bất thiện này họ chỉ nhận được 1-2 phần thay vì có được 5-10 phần. Thế nên mệnh giàu sang là do sinh thần bát tự, sinh thần bát tự là do nghiệp lực của kiếp trước. Bạn không thể thay đổi ngày tháng năm mình sinh ra, nhưng bạn có thể chuyển hóa được nghiệp lực thông qua con đường tu tập, thông qua con đường khai mở trí huệ. Lấy ví dụ bản thân của Khải Toàn, trong lá số không có tài tinh, không có quan sát. Không có quan sát tức không có chức vị hay danh tiếng gì cả. Từ bé đi học đến lớn không có nổi một chức tổ phó thì làm gì có nổi danh tiếng. Lá số của Khải Toàn lại càng không có tài tinh, càng muốn kiếm tiền thì tiền càng không có. Khi khai ngộ, dành thời gian hành thiền, nghe pháp thoại, chỉnh sửa tâm tính, giúp đỡ chúng sanh, bố thí khi có cơ hội. Sau một thời gian, tâm thái không còn mong cầu, không còn mong cầu về tài lộc công danh, tự nhiên chúng lại đến. Trong chúng ta rất nhiều người có những sự việc dù cố gắng hết sức, dù nỗ lực cỡ nào cũng không thể nào đạt được. Thế là ta đành buông bỏ. Sau một thời gian, tự nhiên đạt được việc ấy. Chính sự mong cầu là gánh nặng cho tâm trí. Sự mong cầu của chúng ta là kẻ thù lớn nhất do chính bản thân chúng ta. Giả dụ bạn có 10 đồng, bạn cho vợ chồng bạn 5 đồng, cho bạn thân 4 đồng, 1 đồng còn lại làm thiện nguyện. 1 đồng làm thiện nguyện cho bạn sự an vui vì bạn không mong cầu hồi đáp. 5 đồng nọ, 4 đồng kia sẽ làm bạn thất vọng vì ngay lúc cho đi bạn đã kỳ vọng họ sẽ biết ơn, kỳ vọng họ dùng đúng số tiền đó vào đúng mục đích. Thay vì bạn chỉ cho họ, không mong cầu người nhận hồi đáp như việc làm thiện nguyện, bạn sẽ không thất vọng. Nếu mệnh của bạn có sẵn tài khố,
và bạn đang có sẵn tiền của. Không muốn tổn giảm phước, thế thì phải làm phước và không nên kinh doanh bất thiện. Những loại kinh doanh có thể đẩy con người vào đường cùng. Nếu mệnh của bạn không có tài tinh, bạn lại đang không có tiền của, bạn lại luôn mong muốn mình giàu có thì phải làm sao? Ca này có vẻ rất khó. Do kiếp trước phước bạn mỏng, kiếp này trong mệnh lý không có tài tinh. Hãy tập bố thí và giảm mong cầu. Ít muốn biết đủ, tự khắc sẽ có tài. Nếu giàu sang được hình thành một phần trong mệnh lý của mỗi người thì chúng ta có thể chuyển hóa bằng nghiệp thiện lành thông qua sự tự tu. Bố thí tiền sẽ có tài, bố thí pháp sẽ có trí tuệ, bố thí vô úy sẽ có được sức khỏe. Không họa thì phước, không phước thì họa. Nghiệp hết phước đến. Muốn nhanh hết nghiệp phải biết bố thí. Người khác mắng bạn, bạn phải cảm ơn vì họ giúp bạn sớm trả nghiệp. Ngược lại, phước hết nghiệp sẽ đến. Bạn đang có tiền của, nếu không muốn tổn giảm phước, càng phải biết bố thí. Có ai đó mắng bạn, bạn càng nên biết ơn vì bạn tạo nghiệp lành. Nếu bạn mắng lại, nghiệp chồng nghiệp, phước huệ sẽ tổn giảm. Bốn loại giàu nghèo: trước nghèo, sau cũng nghèo. Trước nghèo, sau giàu. Trước giàu, sau nghèo. Hay trước giàu, sau giàu. Bạn đang trong hoàn cảnh nào? Hãy làm những điều có lợi cho chúng sanh, bạn sẽ được gia tăng phước đức. Thậm chí mỗi ngày chỉ cần nguyện cho tất thảy mọi người an lành, bạn sẽ có được công đức vô lượng. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.